người ta bẻ càng sống với bài tăng nè, để đó comment bẻ càng chết, đúng là tào lao chà bị đau. Ông nội ơi nè, vô đây coi giùm con cái đó, thấy không, sóc đều lên cho nó khô này, cho nó thấm đều gia vị. Rồi tiếp tục sơ đi ghẹ cả nhà, sơ đi ghẹ chế biến cái món gì ngon nha. Thì tiếp theo đây em Vuông sẽ làm một cái món mà cả nhà ai ai cũng thích, từ người lớn tới trẻ con. Tại vì sao? Tại vì trong con ghẹ có cái phần mà cái phần mắc tiền nhất của nó là cả nhà làm thịt chó rồi. Đó là cái gì? Qua đây cả nhà xem. Đố cả nhà biết, cái ai biết thì comment. Đây, cái phần quà em Vuông nói đó là cái càng của con ghẹ cả nhà. Càng con ghẹ như vậy. Em Vuông sẽ làm một cái món ngon về càng ghẹ nha. Nhưng mà con ghẹ mà cái phần ngon nhất của nó là cái phần đùi cả nhà. Chứ mà là đùi ớt nha. Đó, đùi ớt. Tại sao người ta nói con ghẹ mà kêu bằng đùi ớt? Thì ai mà chưa biết thì coi, chắc chắn là không xem video trước của em Quân. Tại vì video trước em Quân nó nói là phần của ghẹ là phần nào ngon nhất. Thế nhưng cái càng nó sẽ thịt nhiều, nhưng mà cái phần đùi ớt thịt nó còn nhiều hơn. Bây giờ em Quân sẽ bẻ một số mớ càng nha. Mớ càng để em Quân đem đi làm cái món là càng ghẹ. Cháy đỏ chủ vừa hải sản nên cái gì ngon nhất mình phải ăn thôi cả nhà. Lừa những con càng bự nha. Không bẻ đi quay clip cho cả nhà xem mà bẻ mấy cái con càng nhỏ xíu thì sao được. Không đi quay clip mà bẻ mấy cái càng nhỏ xíu thì sao được. Nên là phải bẻ mấy cái càng bự hoài, hy sinh thôi. Nè, ghẹ sống là hoàng nha cả nhà. Một số anh hùng bàn phím á, ở nhà ăn không rồi thì nói chuyện đâu tốn nước miếng đâu. Người ta bẻ càng sống như bài tăng nè. Để đó comment bẻ càng chết. Đúng là tào lao chà bị đau. Ông nội ơi nè, vô đây coi giùm con cái. Đó, thấy không? Còn cái phần này á, con ghẹ mà gãy một cái càng bên em sẽ bán ghẹ đó nha. Tại vì con này đang gì thì bán xuống 3, càng bự mình chơi thôi cả nhà ơi. Ai da, thấy không, gãy không nè. Bẻ một hồi nè, cũng được một cái dĩa đây nè. Ăn thì phải ăn như gì cho nó xứng đáng. Cả nhà bẻ phải khéo, không có chừng cái gai này nó đâm một cái là chảy máu tay nha. Không biết á thì mình dùng kéo. Thôi được dĩa đủ ăn rồi. Bây giờ em đem cho em Quân đi làm cháy tỏi nha. Lưu ý thứ hai cho cả nhà. Trước khi đem đi cháy tỏi á, một số người không biết mình nấu á, mà mình tự cháy tỏi xào như vậy ở nhà á, mình bỏ trực tiếp lên như vậy nè, mình xào á, thì cái càng ghẹ rất là lâu chín nha. Lâu chín và thứ hai là làm nó bị không ngon. Khi mà chế biến những cái món mà cũng như rang me cháy tỏi thì cả nhà đem đi hấp sơ giùm em nha. Hấp sơ như vậy mình giữ nguyên được cái độ ngon, độ ngọt. Và khi mình hấp sơ như vậy này càng ghẹ nó vừa tới thôi. Rồi xong mình đem đi mình xào rất là nhanh và chín ngon hơn nha cả nhà. Hấp sơ là nhà em Vuông có nồi hấp công nghiệp. Em bỏ vào đây hấp sơ. Này hấp sơ nha, bình thường như càng ghẹ này hấp khoảng 20 phút chín thì bây giờ em hấp khoảng 15 phút rồi ok. Ten. Sau khoảng 15 phút thì nó cũng vừa chín tới cái nhà, nó vừa chín sơ nha. Nóng như lắm, em Vuông sẽ lấy nó ra. Trời ơi, rớt cháy luôn rồi. Wow. Trời ơi, nó ngon nè cả nhà ơi, nè thật nè. Trời ơi, thật không? Càng nào bạn lấy nè. Trời ơi, thật nè. Trời ơi, nó ngon. Mình làm như vậy á, để hồi mình sốt tỏi, cháy tỏi nha, thì nó sẽ thấm đều. Đây cái càng nhỏ cũng thịt chứ lắm nha nha. Thịt nè. Đó, thịt đều trên luôn. Trời ơi, thịt đó. Cả nhà coi cái càng này nè, trời ơi, thịt nè. Đó, mình làm như vậy nó sẽ thấm đều. Em ăn là ăn càng tươi đúng không ạ? Bởi vì á, cái mấy cái người mà ăn không có rồi đâu biết đâu. Đó, rồi, bây giờ mình sẽ đi đánh sốt. Đầu tiên mình sẽ phi tỏi nha. Cháy tỏi là phải phi tỏi cho thơm nha. Ai thích ăn nhiều tỏi, mỗi tỏi nhiều xíu nha. Cái món này càng nhiều tỏi càng ngon. Rồi, mình phi tỏi vừa thơm, tắt bếp nha. Đó, thơm nè. Rồi, dạ, nước. Mình sẽ cho vào đây nè, một muỗng nước. Đó, tỏi vừa thơm nên mùi rất là ngon nha. Để mà ngon cái nhà hàng và cái này là bí kíp gia truyền nhà Quân nha. Thì cả nhà coi ngay video này. Mình sẽ có một chút xíu nha, hạt nêm thịt cà no. Tiếp theo, mình sẽ có nửa muỗng bột ngọt. Tiếp theo, một muỗng đường. Tiếp theo, một muỗng tương ớt. Tương ớt để làm tạo cái màu cho nó đẹp nha. Tiếp theo là nửa muỗng nước tương. Cuối cùng là hai muỗng dầu hào. Rồi mình đánh đều lên xong mình sẽ cho càng ghẹ vào. Và mình sẽ sóc đều nha. Sóc đều lên cho nó khô này, cho nó thấm đều gia vị. Sau khi mình sóc đều nha nha, càng ghẹ thấm đều gia vị. Bây giờ mình sẽ cho tỏi phi vào. Và cuối cùng mình sẽ cho là tỏi củ nha. Mình chiên sẵn rồi, Quân đã chiên sẵn rồi. Đơn giản như vậy mình đã có món càng ghẹ cháy tỏi siêu ngon, ngon như nhà hàng của Quân nha. Còn mà cả nhà mà ngại sợ làm không ngon như nhà hàng của Quân á, thì cả nhà ơi,
cả nhà nha, đi ra nhà hàng của Quân ghé. Ở đây là có phục vụ ăn uống tại chỗ, có ăn xong có người dọn dẹp nha, rồi có phòng tiệc, phòng hội trường, cả nhà thoải mái luôn. Cuối cùng mình sẽ cho vào đây thêm một miếng tỏi phi. Rồi, xin mời cả nhà thưởng thức với Quân nghe. Rồi càng nè, cái càng nó thịt này cả nhà ơi, nó chắc mà nó dày cái này nè, để cắn cho cả nhà xem nè. Cái này là vừa vị nha, cả nhà có thể ăn thêm, ăn chung mà càng là trái tỏi, ăn chung mới có thể là ăn chung với nước chấm hải sản là muối tiêu. Rồi đây là lý do nè, tại sao mẹ Quân sau khi hấp mà mẹ Quân hướng dẫn cả nhà một cái mẹo nha, tại sao mình bóp càng khi mình trái tỏi như vậy nè thì nó mới thấm vị cả nha. Nếu như mà cả nhà mà không mà bóp không ấy á thì nó sẽ dính như vậy, giống y chang như là càng ngồi càng hấp thôi, không khác gì trái tỏi nha. Thì cái vị này em Quân xào rất là chuẩn rồi, rất là ngon rồi. Nếu như mà anh chị em nha thấy mà muốn thích ăn thêm nước chấm hải sản này thì mình ăn thêm nước chấm hải sản, hoặc là mình sẽ có ăn thêm kèm là muối tiêu nha, một trong hai loại đó là chấm cực ngon. Thì cái vị của Quân nha, tại vì Quân nêm đó rất là chuẩn rồi. Cái món này giúp cho nhà hàng của Quân á nổi tiếng và khách tới là kêu là đông mình lượm lượm luôn. Cái vị thơm của tỏi kèm với những cái nước sốt nó đậm đà của những cái gia vị nha, nó hòa quyện với nhau kèm với trái tỏi nha, ăn vô nó thơm mà nó ngon, ăn thịt ghẹ nó đã ngọt rồi càng thêm ngon đó. Như vậy là cả nhà, nên là theo Quân là cả nhà khỏi cần chấm đâu, còn ai mà thích chấm á thì chấm thêm hải sản mới ấy nha. Nước sốt đậm đà sệt sệt thơm thơm mùi tỏi kèm với càng ghẹ nha, thịt ngon thơm quá tuyệt vời cả nhà. Chúc cả nhà thành công, chúc cả nhà thành công. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở clip sau.